Một lần nữa chị sẽ chứng minh cho tụi em thấy cái khái niệm của xã hội nói là mẹ đơn thân là con nó không có hạnh phúc, rồi mẹ đơn thân là con nó không có cha, mẹ đơn thân là tội nghiệp đứa trẻ. Tất cả nó đều ở trong đầu của tụi em hết á. Nếu em muốn con em vui vẻ, nếu em muốn con em hạnh phúc, em phải là người hạnh phúc đầu tiên. Miễn là em hạnh phúc, miễn là em cho con em thấy cái ý nghĩa của cuộc đời này không phải liên quan gì đến một người đàn ông hết á. Có thì nó là điểm cộng, nhưng nếu nó không có thì không sao hết, được không? Là phụ nữ phải yêu thương bản thân mình để cho con mình thấy như vậy đó. Em nhìn thấy Eva là em nhìn thấy cái kết quả của mẹ Eva có vui vẻ hay không ta biết. Một cái đứa trẻ trầm cảm, một cái đứa trẻ buồn, em đi ra đường em nhìn là em thấy, đúng không? Đừng bao giờ để cho xã hội gắn nhãn và em là ô là mẹ đơn thân, là ly dị, là thế này thế nọ thế lọ thế chai. Cái chọn lựa là của mỗi người, cái miễn sao là em hạnh phúc. Cái chị thà là một bà mẹ đơn thân hạnh phúc còn hơn là ở với một người chồng nhưng mà mình lại miserable, mình không có hạnh phúc bên trong. Hằng ngày mình dằn xé bản thân mình, hằng ngày mình đấu tranh để mà mình ở một cái nhà tù gọi là nó vô hình á. Thì không có muốn tụi em phải có cái tư duy như vậy. Mình phải càng ngày mình hiện đại hết rồi, mình hiện đại rồi nghe, thì mình phải biết là không sao hết. Nếu như là mẹ đơn thân bởi cái sự chọn lựa của em thì hãy tìm cái cách để cho bản thân mình hạnh phúc, vui vẻ, yêu thương cơ thể của mình. Con của em nó sẽ nhìn thấy và nó sẽ lầy lội như Eva vậy đó. Eva nó lầy lội vậy đó, thấy không? Mọi người tự nhìn thấy, chị Nhi cũng cần nói đúng không? Tự nhìn thấy Eva nó có vui không? Đừng có để người ta dựng chuyện. Cha mẹ bảo thủ và kìm cặp con cái. Chị nghĩ đây là một trong những cái chủ đề này, là một trong những cái chủ đề mà chị gặp thường xuyên. Lúc nào trong team của chị ở Việt Nam, chứ còn team bên Singapore thì chị không có vấn đề này. Đó là họ luôn kể cho chị nghe về cái chuyện là ba mẹ họ phản đối hay là bảo thủ ngay cả trong cuộc sống của họ, chứ đừng có nói gì đến chuyện học của chị Nhi. Có nghĩa là khi họ đưa ra một cái ước mơ gì đó, khi họ đưa ra một cái định hướng nào đó, khi họ biết được họ muốn cái gì, hoặc có thể họ không biết họ muốn cái gì nhưng họ muốn thử sức và trải nghiệm với cái mới, thì luôn bị sự từ chối của gia đình và người thân xung quanh của họ. Cái mà chị Nhi nhìn thấy được, có thể tụi em sẽ nghĩ là chị đang dạy cho mình trở thành một cái trái tim đông đá hay đông lạnh, không có cảm xúc với gia đình, sau đó rồi mình lại không có yêu thương gia đình, mình không có lắng nghe đến cái sự nhu cầu của ba mẹ hả? Thì đối với chị là thà em khóc liệt, và đôi khi cái cách em đối xử với cái tình yêu mà em gọi là tình yêu dành cho ba má em á, đôi khi em phải khóc liệt với nó, đôi khi em phải khắc nghiệt với nó, và đôi khi em phải lạnh lùng với nó chỉ để em đạt được cái ước mơ của cuộc đời em. Đó không phải là ích kỷ em. Em nghĩ ba mẹ của em ngày hôm nay là ai? Họ chính là cái kết quả của ông bà nội, ông bà ngoại em. Thế hệ đi trước ngày xưa cũng vậy. Thế hệ đi trước là cái thế hệ cũng khó nữa để mình mở lòng mà lắng nghe. Cả cuộc đời của họ, họ sống chỉ để cho vừa lòng ông bà ngoại, ông bà nội của em. Tin em ngồi em hỏi đi, em sẽ thấy, em sẽ nhận được cái câu trả lời đó. Vậy tại sao họ lại tiếp tục làm cái điều đó với em mà họ không có nhận ra cái điều đó em? Đó là cái đau khổ nhất. Cái người duy nhất mà tụi em phải đấu tranh để chiến thắng, để làm cái điều mà em muốn, để theo đuổi cái ước mơ mà em đang có trong đầu của em, đó chính là em. Và nó rất là đau đớn, chị biết. Nó không hề là một cái sự quyết định dễ dàng. Nói thẳng là vậy, làm sao mà dễ được? Từ nhỏ đến lớn em nghe lời ba má em, ăn cũng nghe lời, ỉa cũng nghe lời, đi tắm cũng nghe lời, đi học cũng nghe lời. Và đùng một phát đến một ngày em bắt đầu tò mò về thế giới và em không còn có nhu cầu nghe lời nữa, em có nhu cầu lắng nghe, thì họ lại không có nhu cầu lắng nghe, họ lại không có nhu cầu chia sẻ. Họ nghe cái thứ họ muốn nghe, họ tin cái thứ họ muốn tin, họ đi tìm bằng chứng để chứng minh cái thứ họ tin và cái thứ họ nghe là nó đúng. Nhưng cái xã hội bây giờ điều đó nó còn đúng hay không? Em có câu trả lời, và có đôi khi ba má em cũng có câu trả lời rồi nhưng họ không chấp nhận được cái sự thật đó. Đối với chị, bảo thủ là dấu hiệu của cái sự gọi là yếu kém về mặt tinh thần, thiếu tự tin bên trong, lo lắng và hoảng sợ những cái mà họ không hề biết trước, tức là họ sợ em thất bại. Nhưng cái vấn đề là đến ngày hôm nay trong cuộc đời của họ, họ có đếm hết bao nhiêu lần họ đã thất bại để họ có được cái điều họ muốn hay không? Tụi em không có thoát được cái quỹ đạo gì khác với ba má em hay là cái thế hệ của chị hay là những thế hệ khác, đó là bạn phải té, bạn phải ngã, bạn phải đau thì bạn mới học. Giống loài con người sinh ra là để sai để học, chứ con người sinh ra không phải là để đúng để học em. Nếu tụi em vẫn còn nghĩ là em làm một phát em được liền luôn, em không thể nào. Và chị thấy cái khó nhất để cho một con người ngày hôm nay thành công được, đó là cái cơ hội họ được sai bao nhiêu lần, chứ không phải là cái cơ hội họ làm đúng được bao nhiêu lần. Tại vì chỉ có khi em làm sai càng nhiều lần càng tốt, thì khi đó em mới thấy được là bản thân của mình tiến bộ lên từng ngày như thế nào. Hãy cho bản thân mình bứt phá cái nỗi sợ hãi bằng cách là chấp nhận được là ba mẹ em cũng là con người, và đã là con người thì họ cũng sẽ không hoàn hảo, họ sẽ bảo thủ, họ sẽ cố chấp. Và nếu như muốn làm và theo đuổi cái điều em muốn, đừng có nỗ lực để thay đổi ba mẹ em nữa. Hãy nỗ lực đi tìm cái con đường em muốn và theo đuổi cái đó. Em càng nỗ lực để mà giải thích cho ba mẹ em nghe tại sao em thích cái đó, tại sao em muốn theo cái đó,
ba mẹ em càng không có muốn nghe, ba mẹ em chưa bao giờ có nhu cầu lắng nghe cái điều đó. Chị không nói tất cả ba mẹ, có những người ta may mắn, em người gặp cha mẹ rất là tâm lý, người ta gặp những người cha mẹ sẵn sàng cho con của mình được trải nghiệm cái điều mà họ muốn. Ví dụ như chị Nhi Eva mà về mà nói là mẹ mày cho con làm cái này được không, mẹ cho con trải nghiệm cái kia được không, chị sẽ ủng hộ hai tay hai chân. Tại vì chị sợ nhất là nó không biết nó muốn cái gì và nó làm biến và nó ở nhà nó thụ động thôi tụi em. Chị không có sợ mà con chị nó thích leo đèo lội suối rồi, bởi vì chỉ có như vậy nó mới mạnh hơn được. Chị còn rất ủng hộ nếu như Eva có thể lết mông lết đít đi ra ngoài đường và tìm cái điều nó thật sự đang tìm kiếm. Nó còn nhỏ, nó mới có 5 tuổi à, nhưng mà chị nghĩ đến khi nó cấp 2, cấp 3 nếu nó muốn, chị sẽ ủng hộ hết mình và hết lòng về cái điều đó. Chị không có muốn cho con của chị phải chịu cái mà chị phải chịu hồi xưa. Chị đã chấm dứt cái tư duy cổ hủ đó rồi. Chị ơi, mẹ chồng em lập kế hoạch để vợ chồng em ly dị, chị cho em lời khuyên đi chị, em cảm ơn chị. Chị nghĩ là tụi em phải bắt đầu học cái cách đó, ngồi ghi ra giấy đó là cái gì là cái em có thể điều khiển được và cái gì là cái em không điều khiển được. Tụi em vẫn mập mờ cái chuyện là mẹ chồng em có quyền lực để đụng chạm và làm một cái gì đó cuộc sống của em. Ngay trong cái câu hỏi của em cũng đã có câu trả lời, mẹ chồng em tạo ra chuyện làm cho vợ chồng em ly hôn. Tức là cái đó là từ phía ai? Từ phía mẹ chồng em. Giờ cái cách em hành xử, em có quyền chọn em ly dị hay em không ly dị mà. Mẹ chồng em có lôi đầu em ra tòa án, lôi đầu em đi qua luật sư để bắt em ký giấy được không? Không. Ai là người ký giấy em? Em có muốn bỏ chồng em không? Không. Chồng em có muốn bỏ em không? Không biết. Lỡ nó muốn bỏ em cũng không có kiểm soát được. Bài học rút ra cực kỳ đơn giản khi trong câu hỏi đã có câu trả lời. Em sợ cái quần què gì? Cuộc đời là của em. Bây giờ có 10 bà má chồng cũng không có quyền gì đi xuống để phá vỡ hôn nhân gia đình của em. Bà có làm, bà có phía ngoài, bà có chọc gãy bánh xe, bà có nhiều chuyện, bà có phá đám, bà có làm cái này cái kia, cái nọ, cái lọ, cái chai. Nhưng mà em là người cầm đàn cán mà. Cuộc hôn nhân là của em. Em là người quyết định, luật pháp bảo vệ em nữa. Em sợ gì vậy? Em đã ký giấy kết hôn chưa? Em đã ký giấy kết hôn rồi. Liên quan gì đến mẹ chồng em? Giờ bà có làm trăm phương ngàn kế, thậm chí nếu bà đầu độc mày luôn nha, bà giết mày nha, bà cũng phải đi tù à. Ok, cho nên là em nghĩ là người ta có rất nhiều quyền lực trong cuộc đời của tụi em, nhưng người ta không có một cái quyền lực gì hết. Thậm chí cái ngày mà em ly hôn á, người ta cũng sẽ tự nhiên thành người dân. Được chưa? Cho đến khi em nhận thức được là mình phải có kiến thức để mình bảo vệ mình, và mình phải có kiến thức để mình không có để cho người này người kia thống chế mình, đưa cho mình những cái ngu xuẩn ấu trĩ, cái như là làm cho em nghĩ là người ta có quyền để phá em hay làm cái này cái kia. Đừng có quên tiếp tục lan tỏa và chia sẻ cái điều Nhi đang làm. Nhấn like, share và subscribe cái kênh Nhi Lê, cũng như là theo dõi cái livestream của Nhi thứ 2 và thứ 4 hàng tuần.